Đó, đây là thực tế cây khoanh, cây này là cây chạo truyền thống úp. Đó. Còn cái sản lượng người ta cũng không bằng được bên khoanh. Đến bây giờ bên nói người ta cả thanh lý nhưng mà người ta vẫn chờ mưa, còn đây em không chờ mưa. Năm 2021 là em quay qua em chặt cây này, không phải là cây bỏ đi nha. Đó, bà con coi em cho kỹ, cây này không phải là cây bỏ đi. Đây, đây là của 2019 nè. Đó, người ta nói nứt vỏ, thối gỗ tùm lum hết rồi, nhưng mà đây là cây thực tế của 2019. Còn mặt này là mặt của 2020, là mới cách đây là nghỉ chưa được 2 tháng. Đó, dấu mũ còn. Còn đây là của hôm nay là ngày 23 tháng 3 của 2021. Nay là khoanh được mũi thứ hai rồi. Trong khi đó là mưa vẫn chưa có, bà con vẫn đang còn chờ mưa. Trong khi đó áp khí là đã làm rồi. Nhưng mà cái này không khuyến cáo nha. Đúng rồi, không khuyến cáo. Làm chơi cho vui thôi. Đây, tô ngủ nói vậy chứ tô ngủ còn đó mà. Nó nhiều cây nó đi vệ sinh rồi, nó quay nhiều cái nó không được tế. Đó, vết mủ vẫn còn. So sánh với cây luôn, hai vườn cây, đứng đây nhìn hai vườn cây luôn. Nó chỉ cách nhau là hàng cách hàng thôi, chứ nhóm cây và cái cây này nó khoan 2 năm da nó còn nên cây nó bự hơn cây bên kia. Cái này hồi xưa có hai chủ hả? Hình như vườn này chăm bón tốt hơn nên thấy cái cây bên đây to hơn. Không có, hồi đó là trùng cùng một đám nhưng mà chung với nhau, sau này để chia ra. À, nhưng mà sao thấy cái cây bên kia nhỏ vậy? Thì cây bên đó nhỏ hơn là do người ta cạo đó. À, do ta cạo hả? Người ta cạo gấp 3 lần em mà, thì giống như anh nhà anh đi làm gấp 3 lần người đó. À. Đó. Dạ, có nghĩa là từ khi mà bắt đầu mà em chịu áp phí thì là cái vườn này nó đều như nhau. Cây này nó, ý là trước đây là cạo truyền thống là hai bên vườn này bằng nhau. À. Đó, bây đó. Giờ là áp khí cây nó trội hơn vì bên đó người ta không mất da. Còn bên này mất da quá. À. Người ta đã, đây cũng là nó này, nó ảnh hưởng nhiều cái cây không thể lớn được. Còn bên này cây lớn nhiều chứ, cây lớn rõ rệt luôn á. Đó này. Đây. Cây này lớn. Giống cây giống nhau nha, mọi người coi dàn lá nè, quay thực lá thực tế cái dàn lá nè, giống nhau hai vườn luôn. Đó. Bên đây lớn hẳn so với bên kia. Đó này. Thì em khai thác ngủ thì em thì cũng là người làm nông, thấy cái sản phẩm này nó hiệu quả, nói thật sự là để chuyển đổi ra nói vậy chứ nãy nó một cải tiến mới của cái ngành cao su á. Cao su nói vậy chứ người ta đi cạo đêm hôm vất vả gì lắm. Người quan trọng là cái này phải làm đúng cách. Đúng rồi, duy trì độ tốt, phải biết điều khiển độ mũ, làm là chủ yếu là okay. cái lượng mũ và cái hàm lượng á để quy ra cái nguy khô á. Chủ yếu là mũ vẫn làm ra quy khô để đạt sản phẩm mà. Mình quay lại. Mà đến bây giờ vẫn chưa có mưa gió mà em đã làm. Năm nay là tại giá mũ cao. Mà làm trong khi đó là cái cạo á. Ví dụ như anh cạo anh nghỉ lâu quá là nó sẽ bị khô. Ừ. Hoặc là anh xả phải là tiền cỡ 4-5 dao. Ừ. Nếu ai muốn có mũ liền thì người ta quẹt thuốc vào. Ừ. Là quẹt thuốc kích thích thủ công á. Ừ. Là mới có mũ. Còn đây em không. Thì em nghe mấy anh em nói làm cái này là đến bên công ty cũng không ai khuyến cáo là làm có 1 tháng, 1.5 tháng quay lại, trong khi đó mình không có mưa. Nếu như mình có nước mình tưới tiêu hết, mình chừng cỡ 1.5 tháng mình nghỉ lá cứng, mình có nước đàng hoàng mình vẫn vào khai thác. Còn đây là anh em cũng không khuyến cáo, này là bên nhà vườn tự làm là nghỉ được 1.5 tháng. Cái này ai đầu tư cái trò này? Thì cũng như thế này là cũng nhờ mấy anh em quay thì em cũng quảng cáo với cũng nói luôn với bà con là thật sự ra là hiện tại em cũng làm đang thí điểm. Ừ. Ví dụ như giờ 5 mẫu bình thường là tháng 6-70 triệu. Ừ. Mà giá mũ 32-33. Ừ. Đó. Chứ bây giờ đó là ngày trước em làm có 21 ngày. Ừ. Em nghỉ 9 ngày. Còn bây giờ em làm tháng 10 ngày thôi, ngày trung bình chừng 7-8-10 ngày em kiếm được 17-18 triệu. Ừ. Có nghĩa là cái này làm đầu mùa khi mà không có nước thì mình phải giám sát được cái sản lượng và cái hàm lượng. Nếu mà cái sản lượng và hàm lượng nó cùng giảm cùng một lúc, chứng tỏ là cái cây nó quá sức, mình phải giãn ngày hoặc là mình nên nghỉ, nếu mà cần thiết là phải nghỉ. Tại như cạo thủ công nó là không thể nào cạo để 5-6 được. Còn ví dụ như hôm nay em kẹt tiền, ví dụ đi chơi, tối hôm qua đi chơi quá lố. Hôm nay ra mẹ ơi con đi khoan, bơm vô đi khoan. Đó, cứ 5-6 ngày ra khoan. Nói vậy chứ giờ 150 mà hàm lượng 388 là cũng được kiếm được 9 triệu rồi. Đó. Trong khi đó cái nghề cao su mà mấy anh chị cũng biết là nghỉ 3 tháng. Ừ. Thật sự nếu mà cạo trừ mưa gió còn chưa được 9 tháng nữa cơ.
đó là chỉ có 8 tháng thôi mà mưa gió nó đủ thứ hết. Em trang bị năm ngoái em trang bị này, em làm thì công ty năm nay phát triển rất là nhiều, thì anh em muốn là cải thiện cái cuộc sống. Rồi cái mũ thì em thấy sản lượng mũ thì đạt rồi đó, mình chủ động được cái công đi chơi. Đến giờ nhậu xịn quá, giờ quay phim với bà con gì chứ cũng xịn dữ lắm đó. Nhưng mà sáng nay vẫn đi làm có tiền, mà chiều nay vẫn đi làm đâu đó đó. Thì ngày xưa đi cạo đi 5 đi 6 là cũng khó, nhưng mà bây giờ ví dụ như nghỉ 8 9 ngày cũng được. Nãy uống mấy xì rồi? Nói chứ uống cũng nhiều rồi đó. Tại như cái vườn này là em 3 mẫu. Em 3 mẫu mà em khoan là nhắc đầu em khoan đi 4 là được 4 ngày là 8 triệu. Cả mũ nước mũ tạp. Nhắc đầu tiên là đi 4. Là 2 nhát luôn đó. À, 2 nhát đầu đi 4. Yeah. Nhưng mà nếu mà cái này rõ ràng là sau đó là cái sản lượng nó vẫn giữ và cái hàm lượng nó tăng, là chứng tỏ là cây nó không bị mất sức, nên mình vẫn tiếp tục mình duy trì. Thì bây giờ em làm hiện tại năm nay vẫn là làm thí điểm, là cái cây người ta tưới rồi không nói làm gì mà cây em chưa tưới. Có thể thí điểm cái cách là lấy mũ đầu mùa nhưng mà lấy nương theo sức cây. Dạ đúng rồi. Để có vẫn có thu nhập tốt. Đầu năm thì... là vẫn bị chèn ép, thì cái người nướng mũ của mình là số lượng mà mũ mà mua cây thanh lý á, là mình vẫn bị chèn ép. Đến em thì làm này em vẫn bị chèn ép một ngày 2 độ có, 3 độ có. Nên là bây giờ cái mũ hiện tại nó không có thực, nhưng mà không thể nào để như rớt xuống 35, 36 là không được. Bởi thấy anh đó không được, cái em chuyển qua cái lên 38, 39 liền, lại có tiền đi chơi nữa. Có thêm động lực để đi làm nữa. Là động lực là... Nhưng mà năm nay cũng phải theo dõi coi là nếu mình lấy mũ sớm vậy có ảnh hưởng tới cái sản lượng trong năm hay không. Dạ rồi, đúng rồi. Là nó cũng là một cái gì đó mạo hiểm á, chứ mạo hiểm thì cũng không mạo hiểm lắm. Đi làm này có mũ làm, không có làm mũ nghỉ à, không gì hết. Có nghĩa là mình nương hay sức cây, mà dạ, cây nó vẫn có sức được. Không để hàm lượng tụt xuống 35, 36. Đó. Nhưng đầu mùa người ta cạo nói vậy chứ người ta có 2-3 kg à. Em vô là 100 mấy rồi. Đến bây giờ mấy anh em nói đi cạo, bây giờ là, bữa nay là ngày 23 của tháng 3, dương lịch. Đó, bây giờ anh em vẫn đang cạo thanh lý. Còn cây của em nè, da vẫn còn nè. Đó, da vẫn cây đâu đó đàng hoàng. Cây này không phải là cây bỏ đi nha. Một chút ít da như thế này thôi. Đó, cây này không phải là cây bỏ đi. Đó, bà con nhìn luôn. Đó, hôm nay là trên ngày quay là có ngày giờ đàng hoàng. Đó, là nay vẫn bờ đưa vào cái thác. Cây này không phải là cây bỏ đi. Nói vậy chứ nhiều người ta bảo cây này cây bỏ đi. Nói trời, cao su mà cái này cạo em đâu cạo được mấy năm đâu. Cây này năm ngoái là cái sản lượng trung bình là khoảng bao nhiêu? Là em làm D4 là nó một tháng nó nằm cỡ 300kg bì khô á. 300kg bì khô là tương đương với tầm khoảng tấn mua nước. Hơn 1 tấn. Tại hơn cái tấn. Vườn này của em không thể nào rớt xuống 36, 37. Tại nó có nhát đầu của nó lên tới 300kg mà hàm lượng nó tới thấp gì cũng phải là cỡ... Vậy là dưới 1 tấn mua nước. Nếu mà trên 33kg là dưới 1 tấn mua nước. Ủa, đúng trên 33 độ. À đúng rồi. Thì dưới tấn mua nước. Nó nằm cỡ 37 á. 37 là dưới 1 tấn mua nước nhưng mà hàm lượng nó cao. 300kg quy khô thì 1 năm em lấy 10 lần như vậy là tầm khoảng... Cái này vườn này được 3 tạ quy khô. Dạ. Tầm khoảng đó trên 3 tạ. Đâu có 3 tấn chứ. Lộn 3 tấn quy khô. Anh lộn 300 như cơ. Tính là một mẫu của em đạt tới mũ tạp nữa, tận thu nữa là hơn 10 triệu một tấn, à, hơn 10 triệu một mẫu. À, là hơn cái mũ tạp nữa thì... Dạ đúng rồi. Thì làm cái này thì nó khỏe hơn nhiều lắm. Thì nếu hơn mũ tạp nữa thì quy khô nó tầm khoảng thêm bao nhiêu ta? Thì nó nằm là ở khoảng... giai đoạn cỡ 37-38 quy khô đổ lại. 3 tấn 3, dạ. Đúng không? 3... Tại em làm, đến em làm cái này là người ta bảo, đến em làm cây này hàm lượng trên 40 đó chứ. Cái vườn này năng suất nó không bằng cái vườn mà ở trong kia lần trước. Không bằng cái vườn trong tâm hồn được. Tại cái vườn cây nó cũng khác. Tại cái năm ngoái, cái thời điểm em trước đây em làm á, nó cũng ít mũ ở này, làm như thế này đã trội lắm rồi. À. Như hồi xưa cạo với hồi xưa cạo là chừng cỡ 2 tấn mốt thôi. 2 tấn mốt quy khô. 2 tấn mốt quy khô. À. Nhưng mà tính ra làm này em làm từ 4 thì nó giảm công được đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nó giờ anh có qua cái vườn bên kia đã vườn bên kia cả cây trồng cây có mấy hàng là hai vườn là bằng tuổi năm bằng năm tuổi với nhau mà khai thác là em này khoan được năm thứ ba bên kia đã úp rồi đây nóng cây là vườn mình tuổi luôn đó một bên khai thác khí là mới chín năm nó là được cỡ chưa được 2 năm. Nhưng mà giữ với vườn cây tại người ta cạo là không có mũ người ta chán cái giá mũ cao cái người ta phá cây nữa liên quan nhiều thứ
hai lô này kéo bên nhau luôn. Một bên là truyền thống, một bên là theo bây giờ cũng theo công nghệ tí. Đã lấy mũ đầu mùa hết. Hai con này là gần 5 tuổi. Đây, vườn cây của em đó. Còn vườn cây là vườn cây có nghĩa tầm từ cái tầm vai trở xuống là trên đây là vẫn còn da. Còn qua bên đây. Đây là 1 năm hai cấp. Đây. Đây là 1 năm. Đây là năm thứ 2. Thực tế luôn, hai vườn. À. Hai vườn kế bên nhau, sát bên nhau luôn, cùng 5 tuổi, đưa vào khai thác cùng nhau đi. Để qua đây mình so sánh. Tính ra làm 2 năm mất có chút xíu. Cái này nó đùn ra trong ra hết rồi nè. Ủa. Này, nảy ra liền, không có gì hết. Vỏ vẫn xanh và chích mũ vẫn ra. Đây. Đó, không có bao nhiêu da cả. Nó bung ra, vỏ vẫn xanh, chích mũ. Cái da nó hơi dày nên không có đâm sâu vô được. Cây thì đang khai thác mũ. Đó, mũ vẫn xì ra. Đó, một năm này hôm nay năm đầu làm đây là đây, cứ tính mũi là năm ngoái làm đệ tư đó là 2019 đó là em làm từ tháng 7 của 2019 tính ra tầm khoảng chưa tới 10 phân nhờ đúng không thì năm nay mình cũng khoan đè lên gió lắp chắp luôn mà nhờ. Đúng không nên lúc đầu là em đi lên đây xong rồi em đi trên em đi quay hết vòng rồi em quay ngược xuống ở đây chỉ có mấy một hàng trên này thì hai hàng vậy tính ra là nó trên lệnh rất là nhiều nó gấp 3, gấp 4 lần đó. Cái đó là 10 phân chứ cái này là phải là 40 phân nữa một 40 phân rồi cỡ đó 40 phân mà trong khi đó cây này lực nó rất yếu rồi cạo mẫu nói chứ không phải đây đây thực tế luôn chén mẫu luôn cạo úp rất là cực đây, chén mẫu cây này cởi ra ngoài còn mấy cây này không có giống mũ à không rồi chết rồi kiếm cây nào đẹp đẹp rồi chúng ta làm muốn sợ mà không quay được cây nào đẹp đẹp thì chết rồi này không còn vết mũ rồi nó còn mà nó mờ quá của năm ngoái này vết mũ của năm ngoái này nó mờ quá chén nó chưa có vệ sinh đây nè cái này vết mũ rõ hơn nè nó cũng mờ quá nó cũng không được nhiều lắm nắng quá nó keo cái này là chén cũ của năm ngoái cũng nửa tô nè là so sánh cái mặt cạo đến cái sản lượng của mình là kém dữ lắm rồi em cạo kế bên em chút mũ người ta nhìn nó khác lên nè cũng hai cái dòng cây cùng một lô mà hai chủ đất là trồng cùng 1 năm tuổi mà để bán cho em là bên này bên áp khí nè em quyết định áp khí là đất của em áp khí là 2 năm đó này cho chừng giữ lắm 6 phân rồi chứ cũng không đến nỗi 10 phân đâu tại anh thua do cái vành cây thôi thì cứ mũi khoan cách mũi khoan là 2 phân chứ lộn 2 phân nên cái này để mà khai thác giống như bên kia thì bên đây phải bệnh áp khí phải khai thác cũng tầm khoảng 5-6 năm nha. Dạ. Nhưng mà lúc đó mình lại ăn cái phần da dưới được bình thường. Thì tái đại da nó vẫn khác. Đó, đây là thực tế cây khoan, cây này là cây cạo truyền thống, úp. Đó. Còn cái sản lượng người ta cũng không bằng được bên khoan. Đến bây giờ đến nói người ta cạo thanh lý nhưng mà người ta vẫn chờ mưa. Còn đây em không chờ mưa. Năm 2021. Năm 2021 là em quay qua em gặp cây này không phải là cây bỏ đi nha
Đó, bà con coi cho kỹ, cây này không phải là cây bỏ đi. Đây, đây là của 2019 nè. Đó, người ta nói nứt vỏ, thối gỗ tùm lum hết rồi, nhưng mà đây là cây thực tế của 2019. Còn mặt này là mặt của 2020, là mới cách đây là nghỉ chưa được 2 tháng. Đó, dấu mũ còn. Còn đây là của hôm nay là ngày 23 tháng 3 của 2021. Nay là khoanh được mũi thứ hai rồi. Trong khi đó là mưa vẫn chưa có. Bà con vẫn đang còn chờ mưa. Trong khi đó áp khí là đã làm rồi. Nhưng mà cái này không khuyến cáo nha. Đúng rồi, không khuyến cáo. Làm chơi cho vui thôi. Đây, tô mũ nó vậy chứ tô mũ còn đó mà. Nó nhiều cây nó đi vệ sinh rồi, nó quay nhiều cái nó không được tế. Đó, vết mũ vẫn còn. So sánh với cây luôn, hai vườn cây, đứng đây nhìn hai vườn cây luôn. Nó chỉ cách nhau là hàng cách hàng thôi. Chứ nhóm cây và cái cây này nó khoan 2 năm da nó còn nên cây nó bự hơn cây bên kia. Cái này hồi xưa có hai chủ hả? Hình như vườn này chăm bón tốt hơn nên thấy cái cây bên đây to hơn. Không có, hồi đó là trùng cùng một đám nhưng mà chung với nhau, xong này để chia ra. À, nhưng mà sao thấy cái cây bên kia nhỏ vậy? Thì cây bên đó nhỏ hơn là do người ta cạo đó. À, do ta cạo hả? Người ta cạo gấp 3 lần em mà. Thì giống như anh nhà anh đi làm gấp 3 lần người đó. À. Đó. Dạ, có nghĩa là từ khi mà bắt đầu mà em chuyển áp khí thì là cái vườn này nó đều như nhau. Cây này nó, ý là trước đây là cạo truyền thống là hai bên vườn này bằng nhau. À. Đó, bây đó. Giờ là áp khí cây nó trội hơn vì bên đó người ta không mất da. Còn bên này mất da quá. À. Người ta đã... Đây, đúng là nó này, nó ảnh hưởng nhiều cái cây không thể lớn được. Còn bên này cây lệch nhiều quá chết, cây lệch rõ rệt luôn á. Đó là. Đây. Cây này lớn. Giống cây giống nhau nha. Mọi người coi dàn lá nè, quay thực lá thực tế cái dàn lá nè. Giống nhau hai vườn luôn. Đó. Bên đây lớn hẳn so với kia. Rõ ràng. Em khai thác mũ thì em thì cũng là người làm nông, thấy cái sản phẩm này nó hiệu quả, nói thật sự là để chuyển đổi ra nói vậy chứ nãy nó một cải tiến mới của cái ngành cao su á. Cao su nói vậy chứ người ta đi cả đêm hôm vất vả gì lắm. Nhưng quan trọng là cái này phải làm đúng cách. Đúng rồi. Cái này phải làm độ đúng. Tốt, phải biết điều khiển độ mũ. Làm là chủ yếu là cái độ cái lượng mũ và cái hàm lượng á, để quy ra cái nguy khô á. Chủ yếu là mũ thì vẫn làm ra quy khô để đạt sản phẩm mà. Mình quay lại.